Xin chào các bác nhé, em tiếp tục lên sóng con máy lọc khí Daikin đồng hồ vuông, một cái mẫu bán rất là chạy. Giá thành em bán là 2,3 triệu, bảo hành 1 năm, có hai cổ lọc tĩnh điện hai bên các bạn. Con này hình thức em đã làm đẹp long lanh hết rồi, tất cả mọi chức năng test cho các bác ok nhé. Tăng giảm ánh sáng này, hẹn giờ tắt này, hẹn giờ bật này, eco này, ion này, bù ẩm này. Các tốc độ lọc khí. Máy đầu biến áp điện 220V rồi ạ. Timer khử khuẩn báo cảm biến bụi, cảm biến mùi, báo phần trăm độ ẩm. Màng HEPA âm thanh mới ạ, hai cổ lọc tĩnh điện hai bên. Đây là cái dòng có hai cổ lọc tĩnh điện hai bên nhé. Các bác đẩy máy lọc khí dòng VIP nhất của Daikin thì nó mới có, và đến cái thế 2018 nó không còn nữa đâu ạ. Cho nên những cái mẫu này vẫn được rất nhiều các bác khách hàng yêu chuộng ạ. Hai cổ lọc tĩnh điện hai bên các bác nhé. Đấy, luôn. Timer khử khuẩn. Màng HEPA thay mới tinh, lưới thô. Con này 5 lớp màng đấy, lưới thô là 1 này các bác này. Này. Đầu tiên là cái này là 1 nhá, lưới thô là 2 này. HEPA là 3 này. Than trong là 4 này. Timer khử khuẩn nó 5 ạ, qua 5 lớp màng lọc. Nói chung là không có cái con máy nào em thấy nó làm cẩn thận như cái dòng Daikin này đâu. Đấy, cái dòng Daikin này lọc thật sự là nó làm quá kinh khủng luôn. Đấy. Giá thành thì năm nay rẻ nửa năm ngoái các bác. 2,3 triệu, bảo hành 1 năm, đối với áp điện 220V rồi. MCK70, các bác có thể tham khảo trên mạng internet thoải mái nhé. Nên em báo giá tốt cho các bác, bảo hành 1 năm, mã số 2 đấy. Bên này khu vực bình nước bùa. Mà chức năng hoạt động hoàn hảo hết. À, cầu ẩm còn rất là mới này. Đây này. Daikin mà CK70 đồng hồ vuông. CD máy quay các bác, con này là 4 3 đây. 3067 nhá. Này là 2014. Hai triệu ba, bảo hành 1 năm các bác nhé. Chào các bác.